Trương Bá Chi đáp trả cực gắt khi bị hỏi có tiếc nuối vì không đẻ con gái cho Tạ Đình Phong không. Sau khi tuyên bố ly hôn năm 2011, Trương Bá Chi và Tạ Đình Phong hạn chế nhắc về nhau trước truyền thông. Tuy nhiên, cả hai người vẫn có chung một sợi dây ràng buộc chính là hai bé Lucas và Quintus. Mỹ nhân họ Trương là người chịu trách nhiệm chính trong việc chăm sóc con, trong khi đó Tạ Đình Phong luôn bị chỉ trích là người bỏ bê, vô trách nhiệm với gia đình. Trang QQ mới đây có một bài viết gây xôn xao khi lật lại cuộc phỏng vấn cũ của Trương Bá Chi. MC chương trình bất ngờ hỏi nàng Tinh Nữ Lan, bạn có tiếc nuối vì không sinh con gái cho Tạ Đình Phong hay không? Chẳng thể ngờ rằng Trương Bá Chi buộc miệng trả lời, tiếc lắm chứ, tôi cực kỳ thích đẻ con gái. Trang QQ cho biết sau khi nghe câu trả lời của Trương Bá Chi, Tạ Đình Phong sững sờ vì quá đỗi bất ngờ. Cả hai từng là cặp tiên đồng ngọc nữ sở hữu nhan sắc và khí chất đỉnh cao của làng giải trí xứ Trung. Nếu như sinh con gái, chắc chắn bé sẽ thừa hưởng mọi nét đẹp của bố và trở thành tiểu mỹ nhân của showbiz. Chỉ tiếc rằng cặp đôi giờ đã ly hôn và không có cơ hội tái hợp. Tạ Đình Phong đã có cuộc sống mới và hạnh phúc với bạn gái hơn 11 tuổi là thiên hậu siêu bóc Vương Phi. Đối với Trương Bá Chi, mỹ nhân đình đám đang dốc sức cho sự nghiệp, chưa có ý định hẹn hò với bất cứ ai. Kể từ khi Trương Bá Chi bất ngờ tuyên bố việc hạ sinh nhóc tỳ thứ ba vào năm 2018 tới nay, cư dân mạng đều tò mò về danh tính của cha ruột cậu bé. Bất chấp những tò mò từ công chúng, Trương Bá Chi vẫn hoàn toàn giữ im lặng về danh tính cha ruột của con trai thứ ba của mình. Chính vì lẽ đó, đây được xem là bí mật lớn nhất nhì trong làng giải trí Hoa ngữ hiện nay. Mới đây, trang Sohu có đăng tải bài viết được cho là hé lộ danh tính cha ruột con trai thứ ba của Trương Bá Chi. Bài viết tiết lộ rằng cha ruột con trai thứ ba của Trương Bá Chi là một đại gia ở Đại Lục, không những sở hữu khối tài sản khổng lồ mà còn là một quan chức cấp cao. Người này đối xử với hai con trai riêng của Trương Bá Chi rất tốt. Tuy nhiên, do Trương Bá Chi và các con trai chủ yếu sống ở Hồng Kông cũng không muốn chuyển tới Đại Lục, nên chuyện kết hôn của hai người chẳng thể thành công. Trước đó, tin đồn về danh tính cha ruột của con trai thứ ba của Trương Bá Chi xuất hiện rất nhiều, từ doanh nhân ngoại quốc cho tới Tạ Đình Phong. Do vậy, đối với đồn đoán lần này, cư dân mạng cũng không quá tin tưởng. Cách đây không lâu, Trang QQ bất ngờ có một bài viết lật lại cuộc phỏng vấn cũ của Tạ Đình Phong. Phóng viên của chương trình ngày hôm đó gây xôn xao khi hỏi tài tử họ Tạ một câu, con trai thứ ba của Trương Bá Chi có giống anh không? Có thể nói đây là câu hỏi chí mạng, cố tình khiến công chúng hiểu lầm, dồn Tạ Đình Phong vào tình thế khó bắt buộc phải thừa nhận mối quan hệ với bé Marcus, con trai thứ ba của vợ cũ. Lâm vào tình thế khó xử, Mỹ Nam vô cực tỏ thái độ khó chịu ra mặt, anh gay gắt đáp trả lại một câu, có phải con của tôi đâu mà giống tôi? Vì câu trả lời này, netizen nhận xét Tạ Đình Phong không muốn bị truyền thông và người hâm mộ hiểu lầm mối quan hệ giữa anh và bé Marcus. Con trai thứ ba của Trương Bá Chi là kết quả tình yêu giữa nữ diễn viên và một người đàn ông bí mật, hoàn toàn không phải của Tạ Đình Phong, cặp đôi không hề tái hợp như nhiều người vẫn lầm tưởng. Sau khi ly hôn, hai con trai đều được Trương Bá Chi nuôi dưỡng. Là một người mẹ đơn thân, nữ diễn viên đã phải trải qua không ít khó khăn vất vả. Nhiều dân mạng bày tỏ sự ngưỡng mộ trước sự mạnh mẽ và trách nhiệm của ngôi sao họ Trương. Dù Tạ Đình Phong không được lòng hai con trai, song anh vẫn gửi tiền chu cấp hàng tháng, đồng thời thông báo để lại toàn bộ tài sản cho hai con. Ở thời điểm hiện tại, cả hai ngôi sao có sự nghiệp và cuộc sống riêng, trong khi Tạ Đình Phong hạnh phúc bên người tình hơn 11 tuổi là thiên hậu Vương Phi, thì Trương Bá Chi quyết định chuyển nhà từ Hồng Kông tới Thượng Hải để tiện chăm con và làm việc. Cả hai né tránh nhắc về nhau trước truyền thông để tránh thị phi.